cuối giờ chiều nay. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh nhấn mạnh hôm nay Đà Nẵng có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ khi thành phố nới lỏng, đặc biệt là ở quận Liên Chiểu và Sơn Trà. Mặc dù ban chỉ đạo thành phố đã có nhiều biện pháp quyết liệt, tuy nhiên số ca vẫn tăng lên theo cấp số nhân. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đề xuất thêm các phương án mạnh hơn để kiểm soát, kiềm chế dịch trong thời gian tới, đảm bảo theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ. CDC thành phố cho biết, hai chuỗi có nguy cơ cao nhất vẫn là công ty Maastricht và công ty Thuận Phước. Hiện ngành y tế và các lực lượng chức năng đang nỗ lực truy vết khoanh vùng để kiểm soát các chuỗi lây nhiễm này. Trong ngày, lực lượng chuyên môn đã xét nghiệm hơn 34.700 lượt người, trong đó test nhanh tại các chốt 1.850 lượt. Tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đạt 97%. Ngày mai, thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm diện rộng đối với một số địa phương mức độ 3 trở lên. Dự báo số ca F0 sẽ tiếp tục tăng lên. Nhiều ý kiến đề nghị các địa phương siết chặt lại việc xử phạt để răng đe, đồng thời tăng cường giám sát, tuyên truyền thực hiện 5K, khai báo y tế, tránh để người dân tiếp tục chủ quan lơ là. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các địa phương phải có đánh giá cụ thể về tình hình dịch, nhất là tại các ổ dịch, đồng thời phân tích sự khác nhau trong cách thức nguyên nhân bùng phát so với giai đoạn trước. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành y tế và các địa phương cần phải triển khai quyết liệt và chặt chẽ hơn các biện pháp phòng chống dịch, từ công tác truy vết khoanh vùng cho đến nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Yêu cầu các lực lượng chuyên môn cơ sở phải chủ động bám sát và triển khai các biện pháp này bởi đây là lực lượng đánh giá đúng nhất tình hình dịch ở địa phương. Bí thư thành ủy cũng nhấn mạnh, đối với các khu vực phong tỏa hay thiết lập cách ly y tế, vẫn phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách như trước đây thì mới có thể kiểm soát được dịch. Nội dung chi tiết cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong các chương trình thời sự tiếp theo.